kẹo mút nhưng làm từ rau, món ngon mà bé nào cũng thích. Nồi nước sôi mình cho thêm một chút muối, sau đó thì trụng sơ đậu đũa. Vớt đậu đũa lên và sau đó mình sẽ xoắn thành các hình tròn. Chọn những cây đậu đũa dài và to thì sẽ dễ xoắn hơn và cũng như là dễ xiên hơn. Dùng một cái xiên mà hay dùng để xiên thịt nướng, xiên qua cái kẹo mút này. Hỗn hợp bột chiên giòn gồm bột chiên giòn, mè và một chút nước. Sau đó thì mình sẽ nhúng cái kẹo mút vào. Lửa vừa, sau đó thì mang ra chiên vàng. Các bạn có thể lắp phô mai tùy thích nha. Cái vỏ thì giòn tan, cái nhân thì thơm thơm, bùi bùi của đậu. Chắc chắn trẻ con trong nhà sẽ rất thích. Để đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha.